Garang pusing saya pak. Sau này đang phát sinh dữ liệu các bạn bộ lưu cần lưu máy ngang nhưng mà cần Daiwa Việt Nam sản xuất và máy LV201 tay quay tay trái các bạn nhé. Quay qua cần cho các bạn thông số cần các bạn nhé, cần Daiwa Việt Nam sản xuất. Tải là 20 lb, nó tương đương tầm khoảng hơn 7 cân các bạn. Nhưng mà quay lên YouTube thì các bác muốn biết thêm chi tiết về cần thì các bạn có thể nhắn tin, nhắn tin vào Facebook Tú Câu Hải Đăng. YouTube này em tình thẳng tối về với online nên là không thể trả lời các bác ngay được, còn Facebook có thể trả lời thường xuyên được. Đây, bộ sản phẩm này gồm cần và máy, đây còn nhện nước, đây nhện nhảy này. Đây, chất liệu gỗ nha các bạn. Đây là chống vướng, và dây PX8 7 màu 100m. Đây là 7 màu và máy LV201. Quay máy cho bạn xem, bộ này set rất đang phí sinh xét cho bạn, các bạn bộ này rất đẹp. Các bạn nào muốn hình ảnh chi tiết thì nhắn tin vào Facebook Đồ Cầu Hải Đăng. Hải Đăng phí sinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phí sinh.